rằng ông tù đang chờ đợi anh, biết rằng tương lai anh phải hy sinh. Tiếng kêu tổ quốc đang rung thúc trong tim, tiếng dân oan ương đang làm đau buồn trong lòng. Anh đã liều mình bỏ đời yên vui vững vàng hiên ngang đáp lời sông núi. Anh đã không sợ chi nơi bất công tràn lan, đem công bình bạc ơi cho dân tộc bớt nhẹ đau thương. Anh đã không sợ chi ngừng sáng cho toàn dân trên con đường tranh đấu. Chờ đợi anh biết rằng tương lai anh phải hy sinh. Tiếng kêu tổ quốc đang rung thúc trong tim, tiếng dân oan ương đang làm đau buồn trong lòng. Anh đã liều mình bỏ đời yên vui vững vàng hiên ngang đáp lời sông núi. Thời gian nguy